Rèn châu giòn chùm, rèn châu dư là rèn qua ra áp lèn bao lơ bao lơ bao lơ bao lơ. Rèn châu ơi chim sẻ hãy về tổ, không ưu đồng lúa của người dân châu. Chim ơi hãy gọi đàn về đi, đừng nên ăn lúa của người dân. Hãy bay về đi, hãy bay về đi. Về tổ không ở lòng lúa của người dân, chim sẻ ơi hãy gọi đàn về đi, đừng nên ăn nhớ của người dân. Hãy bay về đi, hãy bay về đi. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống của thôn Núi Vai. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.